Thưa quý vị, vào sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thi hành một số luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 do Chính phủ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan tổ chức. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Úc và lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan dự hội nghị. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hội nghị tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, yêu cầu và nhiệm vụ chủ yếu để đưa luật nghị quyết mới ban hành vào cuộc sống. Theo đó, lãnh đạo các bộ ngành đã quán triệt các nội dung chính, điểm mới và công tác chuẩn bị triển khai thi hành thực thi các luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15, gồm nghị quyết số 129 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ban chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật, các luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng, luật đường bộ, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, luật bảo hiểm xã hội, luật thủ đô v.v tại hội nghị các cơ quan chức năng tập trung phân tích trao đổi đề ra các giải pháp hữu hiệu để cùng thống nhất thúc đẩy tiến độ xây dựng các dự thảo để trình chính phủ ban hành các nghị định thông tư hướng dẫn các luật bảo đảm các luật nghị quyết vừa được thông qua sớm được triển khai và thực thi hiệu quả